Bệnh tả heo châu Phi là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus African Swine Fever gây ra. Bệnh có đặc điểm lây lan nhanh trên loài heo, ở tất cả các loại heo với tỷ lệ heo chết cao, lên đến 100%. Bệnh lây truyền qua các đàn heo thông qua việc tiếp xúc với máu, dịch nhầy của heo bệnh. Trong năm 2018, nhiều nước thuộc châu Phi, châu Âu và châu Á đã ghi nhận các vụ dịch bệnh tả heo châu Phi ở các đàn heo. Tại Việt Nam, dịch bệnh tả heo châu Phi đã xâm nhập vào nước ta và có nguy cơ lây lan trên các đàn heo nếu không thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch. Theo Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, do dịch bệnh có những tác động rất lớn đối với các đàn heo và kinh tế người dân, nên cần triển khai quyết liệt các biện pháp ngăn chặn và kiểm soát sớm dịch bệnh trên các đàn heo. Tuy nhiên, dịch bệnh này không gây bệnh trên người, do đó người dân cần bình tĩnh, không nên tẩy chay tiêu dùng các sản phẩm thịt heo an toàn, không bị dịch bệnh và được chế biến hợp vệ sinh. Đồng thời, Cục Y tế Dự phòng cũng khuyến cáo người chăn nuôi không buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ bất kỳ heo bệnh, heo nghi bị bệnh, các loại sản phẩm thịt heo bệnh. Tính đến ngày 3 tháng 3, hơn 4.200 con heo nhiễm bệnh tại 7 tỉnh thành, tổng khối lượng bị tiêu hủy là gần 300 tấn. Địa phương có số heo nhiễm dịch nhiều nhất là Hưng Yên, với 57 ổ dịch được phát hiện, 2.323 con heo đã được xử lý bằng phương pháp chôn lấp.